Mango là một sản phẩm được Lecas tự thiết kế và tự sản xuất, được sử dụng 100% chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng trọn đời tại Lecas Leather. Túi được sử dụng chất liệu da bò lớp 1 nên khi sờ vào cảm giác rất là mềm mại, đầm tay, dẻo dai và cực kỳ chắc chắn. Một chiếc túi điện thoại nhưng để được nhiều hơn một chiếc điện thoại, có kích thước ngang đáy là 14cm, cao thân 18cm và rộng đáy cạnh là 8cm, cùng với sức chứa đồ vô cùng rộng rãi để các chị có thể để những đồ cơ bản khi ra ngoài đường. Mango có thể sử dụng kiểu xách tay, thanh lịch, nhẹ nhàng hay là đeo vai nữ tính và đeo chéo một cách năng động. Mango có mức giá từ 1.690.000 đến 1.990.000 với hai loại thiết kế khác nhau, trần chám đặc biệt hay đa dạng các tông màu trên cơ bản để anh chị dễ dàng lựa chọn trong phiên bản bộ sưu tập màu sắc của Mango ạ. Để đặt hàng, anh chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là MG2 cách số điện thoại để tự gia Lecas có thể nhanh chóng gửi túi sách đến cho anh chị ạ. Và hãy nhớ để lại comment ngay dưới bài viết này để tự gia Lecas có thể có cơ hội gửi những chiếc túi ví xinh đẹp của cho anh chị ạ.